Chào các bạn trở lại với kênh Net Media CCTV chuyên mục kiến thức máy tính. Trong clip này chúng ta tiếp tục chia sẻ về Google Sheets app Rift và web app nha các bạn. Ở trong clip trước mình cũng đã chia sẻ đến các bạn một nội dung là chúng ta xây dựng một cái web app dùng để tìm kiếm thông tin ở trên một cái sheet, sau đó chúng ta lấy dữ liệu đó hiển thị qua hai bảng kết quả ở trên web app. Tuy nhiên ở cái bảng đó thì chúng ta không có sử dụng password để bảo vệ riêng tư cho từng em sinh viên. Và ở trong cái bảng này thì mình sẽ cập nhật thêm cái tính năng đó là password cho từng em sinh viên. Có nghĩa là khi em sinh viên đó gõ tên vào và phải gõ đúng pass thì kết quả nó mới hiển thị lên trên cái nền tảng là web app. Để hiểu rõ hơn thì bạn nhìn lên màn hình nè cũng giống như cái video trước kia mình đã hướng dẫn thôi ở bên tay trái chúng ta có một cái sheet data trên excel sheet này bản dữ liệu của chúng ta là tất cả những cái cột mà bạn muốn ở đây thì cụ thể là mình ví dụ về kết quả học tập của sinh viên cho nên mình tạo nên một cái bản dữ liệu là như thế này gồm có tên sinh viên mã sinh viên ngành đào tạo và điểm thi và cái cột cuối cùng là bạn chú ý đó là cột h ở đây chúng ta sẽ có cái cột này là password của em sinh viên đó. ở đây bạn thấy rằng trên bảng dữ liệu này có hai em sinh viên. À, phía sau này mình sẽ đặt hai cái uh, password cho hai em sinh viên này và ở bên tay phải các bạn mình sẽ có một cái web app dùng để lấy dữ liệu kết quả học tập của uh, sinh viên. thì uh, ở phiên bản này mình có thêm cái dòng Uh, input là password à, Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau à, Thử tìm kiếm Kết quả của Các em sinh viên này nha Đầu tiên đó, mình sẽ tìm kiếm Kết quả của em sinh viên Quỳnh Minh Trung Rồi mình đích vào đây Do mình có rồi thì mình chọn thôi Và cái password thì bạn để ý Rằng cái password ở đây là 123 Thì ví dụ như mình Đánh sai password Lúc này mình tra cứu thông tin nè kết quả sẽ không có. Sau đó mình sẽ đánh đúng bắt quật lại nha. 1, 2, 3. Rồi mình tìm. Thì kết quả của em sinh viên Quỳnh Minh Trung này được lót lên hai bảng dữ liệu. Cái bảng dữ liệu đầu tiên đó thể hiện thông tin trường, tên của sinh viên đó. Và cái bảng dữ liệu thứ hai thể hiện kết quả của các môn thi của sinh viên đó. OK. Lúc này mình sẽ reset lại và nhập lại một cái thông tin của sinh viên thứ hai đó là Quách Minh Hưng. Và ở đây chúng ta có password là 456. Rồi, click vào tìm thông tin. Lúc này thì cái em Quách Minh Hưng này sẽ được load lên kết quả thể hiện thông tin sinh viên và kết quả học tập của sinh viên đó. Như vậy việc chúng ta tạo nên một cái web app dùng để tra cứu kết quả học tập hay là tra cứu kết quả gì đó lấy từ bản dữ liệu trên SB Redis này lôi về hiển thị trên hai bảng kết quả trên web app như thế nào. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện và mình sẽ chia sẻ code script ở phía bên dưới phần mô tả để các bạn có thể lấy về và ứng dụng vào trong những cái công việc của mình nha. Đầu tiên thì chúng ta cần phải tạo một cái Google Sheet để chúng ta quản lý dữ liệu. Ở đây thì mình đổi lại tên cho SP này. Ok, sau đó thì mình sẽ copy cái bản dữ liệu làm ví dụ lại cho nó nhanh như vậy chúng ta đã có bản ví dụ sinh viên để thực hành nha. thì ở đây bạn thấy chúng ta sử dụng từ cột A cho đến cột H và trong cái mảng dữ liệu thì bạn lưu ý rằng cột A nó sẽ có địa chỉ là không tương ứng như vậy các cột phía sau thì nó tăng lên một đơn vị để bạn dễ dàng hiểu hơn trong vấn đề đọc code up, -rib. Đó. Sau đó thì các bạn đổi tên của cái sheet lưu dữ liệu này thành data. Ok, xong chúng ta sẽ vào attention vào app rip để chúng ta viết code. Đây là cái phần code cũng giống như là cái clip trước nhưng mà bổ sung thêm password thôi các bạn. Nó rất là dài cho nên mình đã biên tập lại. Ở đây mình chỉ copy vào pass vào thôi còn từng bộ phận code thì mình sẽ nói sơ qua thôi. Bởi vì trong clip trước mình cũng đã nói khá kỹ rồi thì bạn có thể xem lại cái clip trước và có đường link ở phía dưới phần code .gs thì mình copy paste vào ok ở phần code .gs thì cái hàm function do get đầu tiên nó có một cái html service thì bạn thấy đó là trang index bạn copy nè sau rồi bạn tạo thêm một cái trang html mới và bắt cái tên nó vào bạn muốn đặt tên nào cũng được ở đây chúng ta sẽ xóa bỏ phần code cũ đi và copy cái code mới phát vào như vậy chúng ta đã có được cái code ở trên trang index này rồi và cái quan trọng đó, chúng ta phải add thêm cái dịch vụ là abe sheet bạn click vào cái số vịt đó bạn kéo xuống phía dưới để bạn tìm cái sheet abe ở đây rồi add vào cái quan trọng nếu bạn không add cái này thì nó không hoạt động nha như vậy chúng ta đã có code ở trên hai trang này tuy nhiên bạn cần phải đổi lại các cái thông tin thông tin quan trọng nhất là bạn phải đổi lại cái sheet id này để nó luôn. thì sheet id thì chúng ta lấy cái sheet id mới của cái sb ở đây nè copy rồi bạn bát vào cho nó chính xác nha cái thứ hai là các bạn thấy rằng cái data run này nó nằm trên cái sheet data và có vùng dữ liệu từ A2 cho đến H. Đây nè. Từ A2 cho đến H nè, cột H là cái cột cuối cùng để chứa password đó các bạn. Thì khi các bạn nhiều cột hơn thì các bạn nhớ chú ý chọn lại cho nó đúng cái vùng dữ liệu nha. Tương tự như vậy chúng ta có phía dưới này cái bản dữ liệu thứ hai trên cái thấy bồ kết quả thứ hai á. Bạn cũng nên pass lại ID cho cái SB receipt này nó đúng rồi. rồi, cái vùng dữ liệu thì cũng y chang không có gì khác hết trơn á. Như vậy các cái thông tin mà chúng ta điền đã xong. Và qua trang index thì các bạn chú ý so với cái clip trước không có password thì nó có thêm các cái trường mới. Đó là cái cái trường để chúng ta nhập uh, password input đó. thì đây nó nằm ở cái này ngoài ra thì nó không có gì để thay đổi so với cái clip trước mình đã giới thiệu và chia sẻ bạn xem lại cái clip đó để hiểu hơn về code ở bên này thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây chúng ta sẽ kết hợp hai cái thông tin tìm kiếm ở cột F0 là cái cột họ và tên sinh viên và cái cột F7 là cái cột password chúng ta sẽ tìm nó nè đây là cái điều kiện ha ở cái form thứ hai có nghĩa là kết quả cái bảng dữ liệu thứ hai cũng vậy ở đây nè chúng ta kết hợp hai cái điều kiện tìm kiếm and với nhau để chúng ta rà soát và hiển thị thông tin còn các cái cột mà bạn muốn hiển thị ở trên cái thấy bồ kết quả nào thì nó nằm ở đây nó nằm ở đây các bạn không hiểu thì xem lại cái clip trước á mình đã giải thích rất là kỹ Ở đây mình không có giải thích lại nữa Thì như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái việc code và thay đổi một số thông tin rồi Ở đây mình lưu lại thôi Tất cả đã xong rồi Sau khi save lại thì chúng ta tiến hành Deploy cái project của chúng ta thôi Thì bạn click vào Deploy Chọn New Deployment nè. Ở đây mình chọn là Web App Đặt một số thông tin thôi như này chúng ta chọn anyone đi lo này thì nó cũng giống nhau không có nói nhiều về cái phần này nữa bạn theo dõi thôi như vậy sau cùng thì chúng ta đã có một cái web app và cái đường dẫn của web app này nó nằm ở đây khi các bạn chia sẻ cái web app này cho những người khác thì bạn lấy đường dẫn này cũng như khi các bạn mà em bếp vào trên cái lóc hoặc là một trang website cũng lấy cái đường dẫn này mình sẽ pass nó và truy cập đây enter như vậy là chúng ta đã có một cái web app dùng để tìm kiếm kết hợp với cái password uh, bảo vệ mình sẽ chia đôi màn hình và chúng ta thực hiện tìm thử nha cái dòng thứ 8 này mình xóa đi nè đầu tiên chúng ta sẽ gõ vào một cái tên sinh viên ở bên bản dữ liệu này nha Ok, bắt quạt Tra cứu thông tin Đây, có ha rồi mình sẽ copy ra thêm một cái bạn sinh viên mới để chúng ta kiểm tra cái việc nhập liệu luôn. Rồi ở đây mình sẽ đặt tên là cho bạn sinh viên này. Bạn Võ Di Tấn và cái mã số sinh viên 1006 đi. Cũng sư phạm luôn một bạn này thì mình cho kết quả là 4 đi ở đây là h là hỏng nha ví dụ như vậy rồi mình password cho cái bạn này là 789 nha ok lúc này chúng ta sẽ reset lại cái web app này rồi mình sẽ tìm cái tên quả duy tấn password 789 tìm đây. Như vậy ở trên đây mình vừa chia sẻ đến các bạn một cái web app dùng để tìm kiếm ở trên cơ sở dữ liệu Google Sheet và lấy dữ liệu đó qua hai cái bảng kết quả đưa lên web app đồng thời có thêm chức năng password để bảo vệ thông tin. Đến đây clip xin được kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.